Thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ tại đây đã vừa cứu sống một trường hợp bệnh nhân bị vỡ và ngưng tim sau nhồi máu cơ tim. Cụ thể là nam bệnh nhân 52 tuổi, ngụ Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, nhập viện cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định vào đêm 17 tháng 10 trong tình trạng đau ngực dữ dội, được chẩn đoán là nhồi máu cơ tim do tắc hoàn toàn động mạch vành phải. Ngày mùng 2 tháng 11, sau quá trình điều trị suy tim tối ưu, bệnh nhân đã được phẫu thuật tái thông mạch máu và trong quá trình gây mê đã diễn ra được thuận lợi. Tuy nhiên, khi vừa kết thúc công đoạn lấy một đoạn tĩnh mạch dưới chân để làm cầu nối, thì đột nhiên huyết áp của bệnh nhân tụt nhanh và bệnh nhân ngưng tim. Bệnh nhân đã gặp biến chứng vỡ tim sau nhồi máu cơ tim ngay trên bàn mổ. Các bác sĩ đã xử lý thần tốc trong 5 tiếng rưỡi, kể cả thời gian hỗ trợ tim bằng tuần hoàn ngoài cơ thể. Trong khi một ca mổ bắt cầu bình thường thì sẽ tiến hành trong khoảng từ 4 cho tới 4,5 giờ đồng hồ. Các bệnh hư hữu đã được cứu sống và hiện tại thì tình hình sức khỏe của bệnh nhân đã tạm ổn. Dự kiến sẽ có thể được xuất viện trong vài ngày tới.